Để đáp ứng nhu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi của người dùng smartphone hay tablet, thì các loại bàn phím đã được cải tiến sao cho thật nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình và sử dụng linh hoạt. Và chuyên mục tuần này có gì mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị hai ý tưởng bàn phím khá là ấn tượng. Một bàn phím có thể cuộn tròn lại và bỏ vào túi như một cuộn giấy. Một bàn phím lắp ráp có kích thước chỉ bằng một nửa chiếc điện thoại mà thôi. Hãy cùng gặp gỡ Hồng Hoa. Chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục đầu tiên trên chương trình Cửa sổ công nghệ của FPNC. Và chủ đề hôm nay sẽ là các loại bàn phím nhỏ gọn dành cho smartphone hay là tablet. Và mặc dù là các thiết bị này đều có những bàn phím ảo, tuy nhiên người dùng vẫn chuộng sử dụng bàn phím vật lý hơn, đặc biệt là khi phải soạn thảo văn bản. Chính vì vậy mà thị trường các bàn phím không dây dành riêng cho các thiết bị di động đang rất phát triển và có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Mà một trong số đó là ý tưởng mà Hồng Hoa sẽ cùng chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Đó là một loại bàn phím được làm bằng nhựa dẻo mà chúng ta có thể cuộn tròn lại và bỏ vào túi xách để mang theo sử dụng bất kỳ lúc nào. Bàn phím này có tên là MyType, đặc biệt mỏng và nhẹ và là sự lựa chọn đáng cân nhắc đối với những ai có nhu cầu ghi chép trên smartphone, tablet mọi lúc mọi nơi. Sử dụng chất liệu silicon, bàn phím này là một tấm nhựa dẻo thật sự. Do vậy, dù có kích thước tương đương với những bàn phím thông thường khác, nhưng chỉ cần cuộn tròn hoặc gấp gọn lại là người dùng có thể dễ dàng bỏ MyType vào túi cùng với các thiết bị di động. Bàn phím có đầy đủ các phím bấm chức năng cần thiết, hỗ trợ tối đa cho công việc soạn thảo văn bản. Ngoài ra, nhờ làm bằng nhựa dẻo nên bàn phím này bấm rất êm, hoàn toàn không tạo ra tiếng động gây ồn ào như nhiều sản phẩm thông thường khác. Thích hợp khi làm việc trong thư viện, phòng họp hay là nơi công cộng mà không làm phiền đến những người xung quanh. Bàn phím MyType kết hợp với mọi thiết bị di động bằng đường truyền Bluetooth và sạc pin thông qua một cổng micro USB. Khi sạc đầy thì người dùng sẽ sử dụng được thiết bị này trong khoảng 8 giờ liên tục. Thưa quý vị, với nhiều tiện ích kể trên thì giá của chiếc bàn phím MyType này có cao hơn so với những bàn phím không dây thông thường một chút, thì chúng ta sẽ cần phải chi ra khoảng 50 đô la Mỹ để sở hữu được chiếc bàn phím này. Và cũng cùng ý tưởng rằng tạo ra một chiếc bàn phím không dây có thể dễ dàng mang đi mọi lúc mọi nơi, thì hãng Waytunes đã giới thiệu một chiếc bàn phím có kích thước chỉ bằng 1/2 chiếc điện thoại iPhone 4 nhưng vẫn có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người dùng khi phải soạn thảo văn bản. Tên của bàn phím này là Tablet. Tablet là một bàn phím lắp ráp với 4 phần riêng biệt. Một phần là giá đỡ bàn phím, 2 phần là các phím bấm và 1 phần là các phím khoảng cách. Và khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần kết nối 2 phần bàn phím lên giá đỡ và đặt phím khoảng cách ở giữa, tương tự như một bàn phím đầy đủ thông thường. Thì bàn phím này có đầy đủ các ký tự cần thiết và hỗ trợ chức năng multi-touch, giúp tốc ký mà không gặp trở ngại nào. Bên cạnh đó, ở các góc của bàn phím là cảm ứng đa điểm để chúng ta chuyển sang chế độ gõ số, chèn ký tự hoặc là kích hoạt các tổ hợp phím cho các chức năng như là copy, cut hay là paste. Theo khẳng định từ nhà sản xuất Waytunes, sử dụng bàn phím không dây này, người dùng có thể soạn thảo văn bản với tốc độ tối đa là 100 từ trên phút. Thưa quý vị, bàn phím tablet của hãng Waytunes có thể kết nối được với thiết bị iOS và Android thông qua đường truyền Bluetooth. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành Android thì cần phải là phiên bản từ KitKat trở lên thì mới có thể tương thích được. Và với thiết kế nhỏ gọn cùng những tính năng độc đáo thì bàn phím này có mức giá là khoảng 100 đô la Mỹ và sẽ ra mắt thị trường vào tháng 3 này.